Chào các bạn đến với Bạc Liêu quê hương tôi. Hôm nay mình sẽ quay cái video này theo yêu cầu của các bạn trên kênh. Thì các bạn yêu cầu mình quay hình ảnh đường về Cải Dĩnh và ấp Phú Tòng. Ấp Phú Tòng thì thuộc chùa Hương Thiện, mẹ Đông Hải, nên mình sẽ dành cái video đó cho một dành cái hình ảnh đó cho một video khác. Thì video này mình sẽ quay từ Cầu Sáng cho tới chợ Gia Hội. Mình thì không rành Cải Dĩnh nằm ở đâu, nên mình sẽ quay tới chợ Gia Hội cho các bạn xem luôn. Ok, bây giờ mình sẽ xuất phát. Mình đang đứng trước cầu Sáng nha. Bây giờ mình sẽ xuất phát chạy về Gia Hội. Hiện tại đang là 3 giờ chiều nha các bạn. Bên tay phải các bạn đang là hình ảnh của nghĩa địa nha. Thì hiện tại nghĩa địa đã được mọi người chặt cỏ, phát quang bụi rậm và đắp mộ để chuẩn bị cho thanh minh tới đây. Thì tháng 3 này sẽ cúng thanh minh nha các bạn. Hiện tại ở dưới thì tháng 2 rồi. Thanh minh thì tùy vào gia đình, có gia đình thì cúng đầu tháng, hoặc có gia đình thì đợi tới ngày chính của thanh minh, hoặc là nhầm người thì cứ thứ bảy và chủ nhật rảnh thì đi cúng thôi. Ở miền Bắc thì chắc không có thanh minh nha các bạn. Ở miền Nam thì thanh minh rất đông mọi người đi cúng. Mình đang trên đường Hương Lộ 6 nha các bạn. Thì tuyến đường này mình đã có một số video mình chia sẻ. Đặc biệt là cái video mình đi về chùa Rositaram, hay còn gọi là chùa Đầu. Do cái tuyến đường đi về chợ Gia Hội cũng khá là xa nha các bạn, nên video có thể sẽ rất là dài, nên các bạn thông cảm xem hết video giúp mình. Và mình cũng chạy hơi nhanh một chút, chứ không chạy khá chậm các bạn. Chạy chậm nữa thì sẽ rất là dài luôn. Phía trước là trung tâm bảo trợ xã hội nha. Đi vào khoảng 100m bên tay phải. Showroom của V-Group Bách Hóa Tổng Hợp. Từ đây đi vào Hưng Thành khoảng 11km nha các bạn. Còn khá nhiều yêu cầu của các bạn mình chưa thực hiện được. Mình sẽ cố gắng thực hiện hết trong khoảng thời gian tới. Thì vừa thực hiện xong cái yêu cầu này thì có bạn yêu cầu thực hiện video khác, nên nó cứ dồn tới với bạn. Nên mình rảnh hôm nào thì mình sẽ thực hiện một video đó của các bạn. Đây là kho dân hiền các bạn, Công ty Vật liệu Xây dựng. Yêu
Yêu cầu này thì của một bạn cũng yêu cầu mình khá lâu rồi, nhưng mà do mình không có thời gian để đi quay, do cũng hơi xa các bạn. Hôm nay thì mình sẽ kết hợp thực hiện cái video này cũng như là quay hình ảnh về chùa Hương Thiện để chia sẻ với các bạn luôn. Chùa Hương Thiện thì mình đã có một video trước đây cũng khá lâu, nên hôm nay mình thực hiện lại một video nữa coi tình hình xây dựng của chùa Hương Thiện, các dự án sau này đã hoàn thành xong chưa. Chúng ta đã đến chùa Rositaram các bạn, hay còn gọi là chùa Đầu. Đây là một ngôi chùa Khmer rất là đẹp nha. Trong ba ngôi chùa theo hệ phái Nam Tông Khmer thì chùa Rositaram có kiến trúc rất là đẹp và rất là rộng lớn các bạn. Tuy nhiên thì cái thời gian xây dựng đứng thứ hai sau chùa Buparam, hay còn gọi là chùa chót. Chùa giữa thì là chùa trẻ nhất. Thì ba ngôi chùa này mình đã có một video chia sẻ, ba video chia sẻ với các bạn rồi. Thì nếu các bạn này chưa xem thì có thể xem lại trên kênh. Các ngôi chùa đều rất là đẹp nha các bạn. Bạc Liêu thì có rất ngôi nhiều ngôi chùa nha. Thì trong khoảng thời gian tới thì mình sẽ cố gắng đi tìm hiểu và chia sẻ hết với các bạn những ngôi chùa tại thành phố Bạc Liêu và tại các huyện khác. Những cái tháng này thì trời rất là nắng, rất là nóng các bạn. Mình đã tới cầu Hưng Hội nha các bạn. Mình đang chạy với vận tốc khoảng 25 km/h nha. Theo quan sát thì bên ngoài thì khá là chậm, nhưng mà khi lên hình ảnh thì có thể nhanh nha, nên các bạn thông cảm. Bên tay phải các bạn đang là chùa Long Quang nha. Tuyến đường này cũng là cái tuyến đường đi đến chùa Hương Thiện. Tuy nhiên thì mình sẽ không rẽ vào chùa Hương Thiện mà sẽ chạy tới chợ Gia Hội luôn. Còn video về chùa Hương Thiện mình sẽ chia sẻ vào một clip kế tiếp. Đây cái cột mốc nè, từ đây vào tới Hương Thành là 9 cây số nữa. Là trường tiểu học Trần Quốc Toản. Chợ Hương Hội nha các bạn. Đây là Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân xã Hương Hội. Hương Hội. Không biết các bạn xem kênh của mình có bạn nào quê ở đây không nha. Nếu có thì
xin hãy comment phía bên dưới để giao lưu. Thật sự có những cái địa danh, địa điểm mà các bạn yêu cầu mình không biết luôn các bạn, do mình cũng ít đi, mình khá là ít đi, mình chủ yếu mình đi vòng vòng trong thành phố Bạc Liêu, nên những cái địa danh xa xa đó mình không có biết. Đó là Kho Văn Hiền nữa các bạn, Kho Văn Hiền số 1. Có những bạn, những anh hoặc là những chị, chú gì đó, có thể là lớn tuổi, đã sinh sống định cư nước ngoài, nên yêu cầu những cái địa danh mà hồi trước ấy, nên mình cũng không hiểu nữa. Có cái mình biết và cái mình không biết. Mình vừa mới đi qua trường trung học cơ sở Hưng Hội. Chỗ này người ta đang chuẩn bị thả tôm các bạn, nuôi công nghiệp á. Cải tạo xong rồi, đã xả nước vào. Còn bên tay trái thì những cái đồng ruộng lúa ha, giờ đã thu hoạch hết, chỉ còn trơ gốc gạ thôi. Mình còn khá nhiều dự định và yêu cầu của các bạn để thực hiện. Do thời gian không được nhiều nên một ngày mình chỉ có thể thực hiện một hoặc hai yêu cầu thôi. Nên lúc này các bạn thấy mình up video khá là thường xuyên ha. Ngày nào mình cũng có up video. Nếu mà đi quay về và edit kịp á thì có thể ngày đó mình up 2 video. Thường là những sự kiện trong ngày á nên mình sẽ up sớm nha. Ví dụ như ngày rằm hay là những cái sự kiện gì xảy ra ở Bạc Liêu á thì mình sẽ up sớm. Một vườn trồng mốp các bạn. Từ đây vào Hưng Thành còn 7 cây số nữa các bạn. Ở đây có những cái bến xe nè, đây đậu xe lớn để đi đò đi vào chùa Hưng Thiện á. Thường những cái đoàn mà ở xa về các bạn đi xe lớn á thì họ sẽ gửi xe, đậu xe bên ngoài chỗ này, tại vì đi vào chùa xe lớn đi vào không được, xe khoảng mấy chục chỗ ngồi á, đi vào thì không được nên bắt buộc phải đi đò vào. Mình đã ở Cải Vĩnh các bạn, đây chính là Cải Vĩnh nè. Giờ mới biết Cải Vĩnh là nằm ở đây.
đây có bến đò ngang đã đi vào chùa Ân Thiện đó bạn. Có khá nhiều đoàn kìa. Có nhiều đoàn đang đi xuống đò để đi vào chùa Ân Thiện. Theo mình được biết thì để đi vào chùa Ân Thiện thì có tới hai ba con đường để đi vào các bạn. Một con đường nằm trên quốc lộ 1A, chỗ trạm thu phí các bạn đi vào. Còn con đường hiện tại là đang trên tuyến đường này nè. Đường bộ và đường thủy đều đi vào được. Đường thủy thì đa số những khách du lịch ở xa mà đi xe lớn về á thì sẽ đi đường thủy, cho xe lớn không đi vào tới chùa được. Xe khoảng 4 chỗ là 9 chỗ rồi vô được các bạn, xe 7 chỗ rồi vô được. Còn mà xe trọng tải lớn quá như là 50 chỗ ngồi thì nó không vào được ha. Phía bên tay trái các bạn nhìn thì có thể thấy được tượng bà mẹ Đông Hải kìa, cao sừng sững giữa nền trời luôn các bạn. Bên tay trái của các bạn có một đám gãy trồng bầu. Không biết các bạn có thích trồng giường trái cây ăn quả hay không ha, giống như là rau cải hay là củ quả gì đó. Mình thì khá thích, mà nhà mình thì không có đất để trồng. Chúng ta đã đến trường tiểu học Hoàng Hoa Thám nha các bạn, thuộc ấp Nước Mặn, xã Ân Hội. Nắng đã dịu bớt rồi, do mây che các bạn, nên không khí khá là thích, mát mẻ. Đây có một nguyên một vườn mía luôn. Một cái me nó cháy quá trời cháy luôn các bạn.
đây có một ngôi chùa Khmer nữa. Chùa này không lớn lắm. Đây có một cái bến đò để đi vào chùa Hương Thiện đó các bạn. Cái cống thứ hai nè. Và là cửa hàng xăng dầu số 27. Đây về tay trái sẽ đi vào chùa Hương Thiện nha. Con đường này thì lộ lớn hơn con đường ở cái cống thứ nhất nha. Đa số mình đi con đường này đi vào chùa ha các bạn. Nhưng mà số lượng người đến cái cống thứ hai này đi vào thì khá ít. Chủ yếu các đoàn lớn thì đi tới cái cống thứ nhất, đã xuống đò đi vào chùa Hương Thiện rồi. Cái cống thứ hai này dành cho những xe như 7 chỗ đi vào được. Tay phải các bạn là những cái ao tôm đang cải tạo để chuẩn bị thả tôm. Đây những cánh đồng lúa đã thu hoạch hết rồi. Chưa gốc gạ rất là nhiều, rộng lớn các bạn. Có hai con bò đang đi ăn. Đây vào Hưng Thành còn 3 km nữa các bạn. Video đã khá là dài rồi. Các bạn thông cảm xem hết video giúp mình. Tại mình quay cả tuyến đường nên video nó sẽ hơi dài. Trời không có nắng, không khí khá là mát mẻ các bạn. Đi vào chùa Hương Thiện thì trời đừng có gió lớn quá để mình có thể chia sẻ những hình ảnh từ trên cao để nhìn bao quát mẹ Đông Hải nó đẹp hơn. Gió nhiều quá thì livecam nó bị đảo các bạn.
người dân ta đang phơi lúa nè. Mình đã tới ấp Năm Căn, xã Hưng Thành. Đây mình sẽ quẹo tay trái nha các bạn. Thì đi vào Hưng Thành còn 2 cây số nữa. Phía bên kia là trường tiểu học. Tuyến đường này giáp với con sông nha các bạn. Các bạn đang nhìn thấy cái ống dài dài này là người ta bơm cát đó các bạn. Bơm đi một đoạn đường rất là dài nên cái ống dài lắm. Bơm này là bơm cát lấp. Cửa hàng xăng dầu số 26. Bên kia sông thì có một con đường nhỏ nè. Mình vừa đi qua trạm y tế xã Hưng Thành. Và đây tới chợ, tới xã, tới Hưng Thành chỉ có 1 cây số nữa thôi. Và đây là cầu Hưng Thành nha các bạn. Bên tay phải các bạn là cầu Hai Gãy. Theo mình được biết thì cái đoạn này có một cái con đường để đi vào chùa Hưng Thiện được nữa các bạn. Và hình như mình vừa mới qua con đường đó.
tại cách đây khá là lâu mình có đi tìm cái đường đi vào chùa Hưng Thiện. Tuy nhiên thì lúc đó mình không biết cái đường đi. Không biết là có hai con đường ở hai cái cống các bạn. Nên mình chạy tới Hưng Thành luôn. Và vô tới đây thì có được một số người dân chỉ đi theo con đường đường nông thôn á, đường lộ nông thôn để đi vào. Tuy nhiên thì nó khá là xa. Tới ấp Gia Hội, xã Hưng Thành nha các bạn. Và đây là cây xăng dầu Bảo Nguyên. Thì mình sẽ chạy tới chợ thì mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Video khá là dài. Mình đã tới chợ Gia Hội nha các bạn. Bên tay trái các bạn là trụ sở xã Hưng Thành. Kế bên là bưu điện. Đây là những hình ảnh tại chợ Hưng Hội. Chợ Gia Hội nha các bạn. Xin lỗi các bạn là chợ Gia Hội. Kia là chợ xã Hưng Thành, chợ Nhà Lòng. Đây là cầu Hưng Hội, cầu Gia Hội nha các bạn. Mình sẽ chạy lên đây một chút. Nếu đi thẳng thì có thể qua Sóc Trăng nha các bạn. Mình sẽ quay lại và kết thúc cái video ở đây.
Vâng, đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái video ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Video khá là dài nha, nên các bạn thông cảm xem hết video giúp mình. Nếu video hữu ích thì các bạn hãy like và subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo mình chia sẻ hình ảnh về Bạc Liêu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.